công ty Vân Trường tổ chức mời toàn thể các đồng chí mời trên ghế các bạn xem kiểm tra trà nước ở trong nhà cho các chị đi ạ. Bánh kẹo đi về các chị nếu mà không được thử món đặc biệt nhất từ công ty Vân Trường thì rất buồn. Ngay Vân Trường mời tất cả các xem được ghé về xem và thử họ trong máy các bạn nhé. Các bạn lên họ trong máy thì các bạn sẽ tham quan và được khám phá một cái cửa hàng bán bánh rau má. Bánh rau má đặc biệt nhất trên Vân Trường. Rong biển này, tìm cho cô một túi rong biển ở đây bác ơi. 100.000 của bác này. Bác mua lẻ là 30.000 Việt Nam đồng, 35.000 một gói và 100.000 là bác được một sách nhá. 100.000 một sách. Đây, bác thích lấy lên nào lấy. Đây mời bác thử đi ạ. Ở đây được xem ăn thoải mái tất cả các anh chị em hành khách ở trên khu vực phòng cho mái nhá. Về đây nếu mà không được ăn và thử món rau má đặc biệt này thì rất buồn, đây là bánh rau má. Đây các bạn, đây là bánh rau má đấy các bạn. Bánh rau má Thanh Hóa đạt quốc vàng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng, 100 thương hiệu nhà hiệu nổi tiếng nhất. Đây, Trung tâm Văn Trường xin mời tất cả các đồng chí các chị em cùng toàn thể du khách được di chuyển về Văn Trường để được thử một món đặc biệt nhất từ Thanh Hóa, bánh rau má. Toàn thể các anh chị em ở trên khu vực phòng chống mái sau được di chuyển xuống công ty Văn Trường để được tham quan và thưởng thức món ẩm thực xứ Thanh. Mời các bác không phải đứng đây đấy, mời các bác khỏi trong nhà ngố ngước vào ngoài trong nhà quạt ghế, các anh chị được vào trong nhà ngố ngước, tất cả đây được phơi đi hết. Toàn thể các anh chị được di chuyển vào trong nhà ngố nước trà và thưởng thức món rau má đặc biệt. Đây là cửa hàng bánh kẹo. Mời các anh ta vào trong bàn đấy, ngồi nước ạ. Và đây là đặc sản bánh rau má các bạn. Khi các chị đi về Sầm Sơn Thanh Hóa thì các anh chị được thử một món đặc biệt nhất về Thanh Hóa, bánh rau má đây. Toàn thể các anh chị em của Samsung và tất cả du khách, các anh chị được di chuyển về Văn Trường để ngâm nước. Và anh chị nào muốn mua rau má thì mời các anh chị ta thể di chuyển về Văn Trường để được ăn và thử luôn nhé. Đây em. Cái này là bánh mè giòn nhé. Văn Trường mời tất cả các anh chị em vào trong nhà uống nước trà, các em có di chuyển vào bàn trong nhé. Ở đây tất cả đây là được phơi miễn phí, mời các anh vào trong nhà thưởng thức trà và rau má đặc biệt, tất cả đây được phơi hết. Đây mời các anh cứ di chuyển vào bàn, đây sẽ có nhân viên em tiếp đón trà nước, tất cả đây được phục vụ miễn phí hết. Một loại trà và rau má đặc biệt, tất cả đây được phơi miễn phí, mời các anh. Trà xanh thêm chút hương cay và rau má Thanh Hóa thì đắm say lòng người, cho nên Văn Trường với tất cả các đồng chí các chị em được di chuyển về Văn Trường để thử. Đây 100.000 mà em không phải được một đâu, 100.000 là được một sách như này. Đây. Cái này mua lẻ là 35.000 một bộ, còn 100.000 là em được một sách này trên 5 sản phẩm. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là rau má. Đây là đặc sản bánh rau má quốc dân nổi tiếng nhất của Thanh Hóa. Bánh rau má đặc quốc vàng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng, 100 thương hiệu nhà hiệu nổi tiếng nhất. Mời các anh chị ta di chuyển vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi và thưởng thức bánh nha. Đi về Thanh Hóa, bánh này giống bánh này, đây là hàng đây này, hàng có nhân này, con hàng này là hàng không nhân này. À. 100.000 là không nhân này. Đây em ơi, mời các anh chị em thử ơi. Ở đây không phải mua mà nếu mà không được ăn thử cái bánh rau má công nhân đặc biệt này thì rất buồn. Cho nên Văn Trường chỉ mời toàn thể các chị được di chuyển về Văn Trường ăn và thử thôi. Mời các chị tất cả đây được phơi miễn phí. À đây là bánh công nhân. Văn Trường vẫn một xu một cách nào đó, Văn Trường cứ đóng cửa hàng luôn. Đây trong bàn đấy có đủ hết, có bàn ghế đấy, cứ vào trong đấy bàn trong cùng đấy có bàn ghế bánh kẹo. Vâng cứ vào đấy sẽ có nhân viên em sắp đây. Trong này đông cho nó vui mà. Bác cứ vào đi là sẽ có người bê bánh vào trong nhà cho các bạn thử luôn, tất cả đây được phơi hết. Một chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm rau má đặc biệt cho tất cả các bác cùng ghé và xem thử, mời các chị ta vào trong nhà đi ạ. Các bác vào trong thưởng thức trà và rau má đặc biệt. Cho nên tôi Văn Trường mời tất cả các đồng chí các anh em được ghé và xem và thử bánh rau má nổi tiếng nhất, ngày hội rau má lớn nhất hành tinh dành riêng cho toàn thể các anh em được ghé và xem và thử. Kiểm tra trà nước ở trong nhà cho các bác anh chị em được thử nhé. Cái này mua về là quà và chất lượng hơn là nem chua nha. Sản phẩm sạch năm 2019 do công ty Văn Trường tổ chức, mời toàn thể các chị. Liên hoan văn hóa ẩm thực rau má nổi tiếng nhất, mời các cô vào trong nhà. Một giá lại rẻ như mèo nhà nghèo không việc uống được, cứ 100.000 cô không phải được một hộ, 100.000 một sách này. Bây giờ nói thực ra các bác anh chị đang cầm 100.000 về nhà mà cho con cho cháu hỏi là lấy cái gì về làm quà, nhưng 100.000 tiền bánh là cứ 5 sản phẩm này về chia tổ đứng một gói.
Ví dụ thằng này nó hỏi đi Sầm Sơn có quà nhưng mà không, cho nó 20.000 mắc công bố mẹ nó kêu ra quán điện tử đi tìm cho một cái bánh cho nó chạy khắp nhà. Mời anh em ăn và biếu được cái sản phẩm trong Á này. Cái này vừa rẻ vừa ngon, đặc sản vùng miền. Không bán hàng kém chất lượng, không bán qua trung gian, đúng tiêu chuẩn chất lượng đô lượng cục đô lượng Việt Nam. Cho em ngụm đấy. Đây 100.000 một sách, anh thích sách nào sách? Có đây là rau má, rau biển, ba môn. Cái này là sản phẩm đặc biệt nhất năm 2019 do cái là anh không cần trà rau má đấy các bạn này. Sách. Đó, đây là trà rau má. Sách nào, sách nào? Luận trà và rau má đặc biệt. Em được ăn thoải mái thử mà. Đi về Thanh Hóa không được thử thì rất buồn, cho nên Văn Trường mời toàn thể các anh chị em cùng tất cả du khách được di chuyển. Cái trà này em hứa các chị, cái trà đặc biệt này có tiền xuống phố không bao giờ mua được, cho nên Văn Trường chỉ mời toàn thể các anh chị em được ghé và xem và thử. Trà và rau má đặc biệt cho tất cả các anh chị em được ghé và xem và thử. Cứ 100.000 không phải một hộp, một hai hộp. Đây là bánh rau má, các anh chị nhìn đây này. Em là chủ cái cơ sở sản xuất ra cái bánh này nhá. Là người trực tiếp bán và giới thiệu cái bánh rau má này. Khi chị đi mua bánh và ăn bánh thì chị phải nhìn đúng thương hiệu. Mua bán nó có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng nhá. Nếu mà không đúng với quảng cáo Văn Trường bồi thường gấp 1.000 lần. Tại vì đi mua bánh bây giờ quan trọng nhất không phải chỉ vì 10.000 mà mất đi cả cái uy tín 100.000. Nhưng mà cái sản phẩm chất lượng, cái sức khỏe bây giờ mới là quan trọng. Đây chưa? Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe mới là quan trọng, cho nên là các anh chị được ghé và xem ăn thử. Đây chị ơi, bánh rau má này. Đây là chị cứ mang vào trong nhà có trà nước, phun vào rau má, bánh kẹo, quần áo, trà nước. Có 36 loại trà và rau má, trà hồng sâm, trà nhài đủ luôn. Cho toàn thể các anh chị được ghé và xem ăn thử. Các anh em học sinh, thanh niên cùng tất cả các anh chị không phải đến ở trên đấy nhá. Mời các em xuống này để thử một món đặc biệt nhất của Thanh Hóa, món bánh rau má. Nếu đi về Thanh Hóa các chị mà không được ăn và xem ngày hội rau má lớn nhất hành tinh thì rất buồn, thế nên công ty Văn Trường mời tất cả các chị được ghé và xem và thử. 100% đây là được phục vụ miễn phí. Trung tâm công ty Văn Trường xin mời toàn thể các chị em học sinh, sinh viên cùng toàn thể du khách trên cả nước được di chuyển về Văn Trường để được tham quan và thử một món đặc biệt nhất là Thanh Hóa, bánh rau má. Bánh rau má đâu anh nhỉ? Không, gói á, 100 một gói à? Còn anh sẽ đi không quay lại đây và không cùng người, anh sẽ đi đường dưới. Đây là bánh rau má cô, không nhất định. Ở đây là cứ 100.000 một sách. Công nhân, công nhân ạ. Không bán đây. Đây là công nhân. Vâng, cứ 100.000 một sách này. Vâng, cũng đây là 100.000 ạ. Cho nên Văn Trường mời tất cả các anh chị được di chuyển, Văn Trường nghỉ ngơi của Thức Thánh. Tất cả đây là được 100.000 một sách. Cắt để hiển rau má đặc biệt. Đây mời cô ngồi bàn nhé, trong nhà có quạt ghế, nước trà, bánh rau má đặc biệt. Cứ 100.000 là một sách, không cần phải đến thiếu một gói tặng một hồ một sách luôn. Cái này thiếu này. Các bạn ơi, đây là 100.000 một sách. Đây cứ 100.000 một sách, cho nên Văn Trường mời tất cả các anh chị em, mời các anh vào trong nhà nghỉ ngơi thưởng thức trà bánh. Trà bánh rau má đặc biệt nhé. Đây gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 các bạn. Đây là 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy các bạn, đây là 6 hộp. 100.000 6 hộp đây các bạn. Cái này rất ngon và nổi tiếng luôn. 100.000 này. Cứ 100.000 là sạch, 100.000 là sạch. Anh ơi, ở trong này có rất nhiều. Ví dụ em muốn lấy nửa nửa có được không? Nửa có nhân nhưng mà nửa cái này có được. À đây à. Cái con nhất là có 100.000 năm gói. Cái này cái này cái này cái khác à? Cái này vị nó có nhất anh ơi. 100.000 cái này có nhất này. Đây là có nhất này, đây là không nhất này. Vâng ạ. Ô cái bánh này nó khác à? Bánh này khác à? Đây em cho tôi bắn rồi. Đúng rồi, bánh này nhân rau má rất ngon. Cái này bánh có nhất nhưng mà con đây là bánh không nhân này. Ngon á. Còn đây là bánh dừa chứ. Đây là bánh dừa. Thế là không chia đôi được hả chị? Thế là em muốn lấy một nửa nhân với một nửa không nhân đó. Mua mà. À chị mua à? Ờ thế chị mua chị mua khác đó. À đấy à? Đâu nhưng mà chị mua cái này khác này. Cái này không nhân này. Còn cái này là khác à? Đây một sách này, ta bảo 100.000 một sách này. Nhưng mà ý muốn nói là muốn lấy mỗi thứ một kiểu á.
Vâng, Văn Trường xin mời toàn thể các anh xem được ghé và xem đấy. Loại mà màu cái này về làm sao chất lượng là nem chua bây giờ anh loại này nó có ba loại này rồi, nó có bốn loại, loại khoai môn là một, loại dừa rau má hai, có sen là ba, loại dứa là bốn. Lấy một sách kìa. Thế thì em lấy một túi này kiểu như này. Đâu rồi? Đâu rồi? Có nhân ở trong. Chúng ta có trường xin mời các anh ạ. À đây đây, 100.000 nhỉ. Di chuyển về các trường nghỉ ngơi thưởng thức món trà và bánh xông á. Đặc biệt các chị được di chuyển vào trong nhà để thử trà xanh thêm chút từ cây. Mua đây nha, sản phẩm là 100.000 các bạn ạ. 200.000 để về chi cho con cháu thoải mái luôn. Vừa rẻ vừa ngon, ăn sản vùng miền. Đây là sản đặc sản này các bạn. Xanh có cái túi to đâu rồi? Rau má, đây là công nhân. Đấy. Khi người ta ổn định trong rồi.